Mời bà con quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vàng Trong Đất của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Vẫn còn nhiều vi phạm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp. Một số lưu ý trong chăm sóc gà thịt đạt năng suất chất lượng cao. Trước hết mời bà con quý vị và các bạn theo dõi phần điểm tin về nông nghiệp nông thôn. Trong vụ đông năm nay, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi được 7 doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất với bà con nông dân với diện tích hơn 300 hectare. Tham gia mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, nông dân được cung ứng giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật và ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Các loại cây trồng liên kết chủ yếu là ngô dày làm thức ăn chăn nuôi, dưa lưới, khoai tây, măng tây xanh. Thực tế cho thấy, việc liên kết giữa doanh nghiệp với bà con nông dân đã giúp tăng giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích từ 20 đến 30% so với sản xuất thông thường. Bình quân một hectare gieo trồng cho giá trị thu nhập trên 180 đến 200 triệu đồng một vụ. Nhằm phát triển kinh tế hộ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, những năm qua, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các xã bố trí quỹ đất để phát triển các loại hình trang trại, gia trại. Huyện Hà Trung đã tập trung chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp vùng trũng thấp sang trang trại tổng hợp, chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 1.019 trang trại, gia trại. Huyện Hà Trung đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tích tụ đất đai để phát triển kinh tế trang trại theo hướng tập trung quy mô lớn, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hộ dân đầu tư xây dựng các khu trang trại tập trung nuôi cấy đa con, đa cây để tránh thiệt hại nặng do dịch bệnh và biến động của thị trường. Thời gian qua, các doanh nghiệp, hộ gia đình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã từng bước tổ chức liên kết sản xuất, giúp giảm chi phí đầu vào và ổn định đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 600 hộ tham gia chuỗi liên kết trong nuôi trồng thủy sản, áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, có cam kết về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các hộ nuôi còn được hỗ trợ về con giống, thức ăn, kỹ thuật chăm sóc và liên kết với các đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ thông qua các chuỗi liên kết hàng năm đạt hơn 1.000 tấn thủy sản. Việc liên kết trong nuôi trồng thủy sản đã giúp người sản xuất và doanh nghiệp chế biến phối hợp được với nhau, cân đối được nguồn nguyên liệu giữa người nuôi và nhà máy chế biến, đồng thời hỗ trợ công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu của sản phẩm. Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa có trên 92.000 ha đất có rừng, xác định công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Thời gian qua, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Để công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm 2020, Hạt Kiểm Lâm huyện đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng. Từ đầu năm 2020 đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện đã phối hợp tổ chức được 52 cuộc tuyên truyền cấp xã, thôn, bản cho 3.412 lượt người, tham mưu cho huyện, xã tiếp tục kiện toàn và củng cố 95 tổ đội bảo vệ rừng với gần 1.000 người tham gia. Tham gia tổ liên kết chăn nuôi gà theo chuỗi giá trị do Hội Nông dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ thành lập, 10 gia đình hội viên nông dân xã Cẩm Tâm đã đầu tư chăn nuôi theo tổ nhóm liên kết. Ngoài chia sẻ hỗ trợ nhau về kiến thức chăn nuôi, lựa chọn con giống, các thành viên trong nhóm được hội nông dân liên kết với các công ty hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khi tham gia vào tổ liên kết, các thành viên được hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương để đầu tư chăn nuôi. Đồng thời, Hội Nông dân xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy cũng tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm, hướng tới ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn cho các thành viên với công ty Happy Farm. Mỗi lứa các hộ nông dân hội viên cung ứng khoảng 40 tấn gà thương phẩm cho các công ty, thu nhập trung bình của các hộ từ 100 đến 130 triệu đồng một năm. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện liên kết, các hộ sẽ hỗ trợ nhau về kỹ thuật, tuân thủ quy trình chăn nuôi an toàn để sản phẩm được đồng đều về năng suất cũng như chất lượng. Hầu hết các hộ có số lượng đàn trên 1.000 con, năng suất đạt cao hơn từ 15 đến 20% so với chăn nuôi nông hộ. Thưa bà con, thưa quý vị, từ đầu năm 2020 đến nay, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thanh tra Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật Thanh Hóa đã tổ chức 10 đợt thanh tra chuyên ngành và kiểm tra đột xuất, qua đó đã phát hiện xử lý 24 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm với tổng số tiền xử phạt lên tới gần 300 triệu đồng. Tuy nhiên, do chế tài chưa đủ mạnh, lực lượng thanh tra còn mỏng nên hiện tượng tái vi phạm vẫn tiếp tục xảy ra.
Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng thanh tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa đã hai lần kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật của gia đình ông Lê Đình Thọ ở phố 3, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa. Và cả hai lần kiểm tra đều phát hiện cửa hàng này có những vi phạm như nhãn hàng hóa bị mờ, nhiều mẫu thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng theo đúng quy định vẫn được bày bán, một số sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thông qua cái công tác thanh kiểm tra của đoàn, gia đình tôi cũng tiếp thu được những cái ý kiến cho ra bản thân tôi là chủ hộ kinh doanh. Mình còn thiếu sót thì mình phải sắp đặt lại cho nó đúng theo sự nhắc nhở. Theo lực lượng chức năng, qua kiểm tra ở nhiều cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn các huyện Thường Xuân, Quan Hóa, Tĩnh Gia, Đông Sơn và Hậu Lộc, tình trạng vi phạm diễn ra khá phổ biến. Đáng lưu ý là nhiều trường hợp đã bị xử lý, cam kết không tái vi phạm, khẩn trương khắc phục nhưng sau đó vẫn tái phạm. Không chỉ lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật mà lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và giống cây trồng cũng còn tồn tại rất nhiều vi phạm. Theo thống kê từ Thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Thanh tra Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh hiện có 856 cơ sở cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có 5 đại lý cửa hàng cấp 1. Trên địa bàn tỉnh cũng có 20 cơ sở sản xuất phân bón với hơn 2.000 cửa hàng phân phối bán lẻ, 98 cơ sở sản xuất và 340 cơ sở kinh doanh giống cây trồng. Thế nhưng, trong số đó, chỉ mới có 70% được cấp phép. Thông qua cái công tác thanh kiểm tra đối phân bón, thì hiện nay trên thị trường thì hầu như các cái hộ kinh doanh thường vi phạm vào các cái nội dung, ví dụ như là buôn bán phân bón kém chất lượng. Thứ hai nữa là các cái quầy hàng không đủ điều kiện, ví dụ như là bao lót không có, hoặc không có kệ kê, hoặc là không có bảng giá, hoặc là không có biển hiệu và không có ghi chép để kiểm tra xuất xứ nguồn hàng. Đối với thanh tra kiểm tra vật tư nông nghiệp thì phải có yếu tố bất ngờ. Nhưng hiện nay theo quy định pháp luật ấy, thì là thanh tra theo kế hoạch, cho nên là các đối tượng thanh tra biết được cái thời gian đoàn thanh tra sẽ thực hiện. Do vậy đối với những cái đơn vị sản xuất mà làm ăn không nghiêm túc, họ có thời gian tẩu tán đi những cái vật liệu kém chất lượng, thậm chí là hàng giả. Và khi đoàn thanh tra đến thì sẽ không thu hồi được những cái sản phẩm này. Đấy. Mà để thanh tra theo đột xuất ấy, thì hiện nay theo quy định pháp luật thì phải có đủ các yếu tố. Thì cái này thì nếu theo những căn cứ như cái này thì cái số đoàn thanh tra theo đột xuất thì rất ít. Cho nên sắp tới đây thì cũng rất mong là pháp luật có những cái điều chỉnh để cho cái công tác quản lý chất lượng được dễ dàng, thuận tiện hơn. Để tránh mua phải hàng kém chất lượng, ngành chuyên môn và lực lượng thanh tra khuyến cáo bà con nông dân nên mua vật tư nông nghiệp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở kinh doanh cố định, có biển hiệu, địa chỉ rõ ràng, hợp pháp, được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Sau khi dùng, lưu ý giữ lại bao bì, ghi chép nhật ký sử dụng để làm căn cứ cho cơ quan điều tra khi có dấu hiệu vật tư giả kém chất lượng. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, bà con có thể báo cho cơ quan chức năng đến để điều tra xử lý qua số điện thoại 0912 028 788. Thưa bà con, nuôi gà lấy thịt từ lâu đã trở thành xu hướng của nhiều hộ nông dân bởi giá thành cao lại ổn định. Mục Nhà Nông Cần Biết hôm nay chúng tôi xin được chuyển tới bà con và các bạn một số lưu ý trong chăn nuôi và chăm sóc gà thịt. Chuẩn bị chuồng trại chăn nuôi gà thịt. Trong quy trình chăn nuôi gà thịt, xây dựng chuồng trại là điều mà bà con cần chú ý nhất bởi đó là nơi để gà nghỉ ngơi, tránh nắng mưa và những tác động xấu từ bên ngoài. Ngoài chuồng chăn nuôi gà thịt, bà con cần chuẩn bị mảnh vườn đủ rộng để gà có thể chạy nhảy, tìm kiếm thức ăn tự nhiên, sâu, dế mèn. Cách sử dụng máng ăn, máng uống. Bắt đầu sử dụng máng ăn loại nhỏ khi gà con được khoảng 5 ngày tuổi, thay thế máng nhỏ bằng máng ăn treo khi gà được ít nhất 2 tuần tuổi. Sử dụng máng uống loại treo đặt ngay gần máng ăn và thêm một số vị trí trong sân chơi để gà dễ dàng uống nước khi cần. Cách chọn giống gà thịt. Khi chọn giống, chú ý những con nhanh nhẹn, mắt liếc qua liếc lại nhanh, bụng gọn, chân cao, to, không dị tật và ưu tiên chọn những con lông khô mượt. Thức ăn chăn nuôi gà thịt. Thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng trong kỹ thuật chăn nuôi gà thịt. Đối với gà dưới 1 tháng tuổi, bà con có thể giải tấm, cám ngô hoặc cám thóc trực tiếp lên sàn cho chúng ăn. Cho ăn liên tục, không để trên sàn thiếu thức ăn. Bản tin vàng cho đất hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn bà con quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.